Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, 1.000 đứa trẻ sinh ra thì có một trường hợp bị dị tật chân khèo. Nếu không được điều trị kịp thời thì dị tật này không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt mà sẽ còn ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ, đã có những đứa trẻ lớn lên mà không thể mang được giày. Mới đây, hai trường hợp dị tật chân khèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Quảng Nam và Quảng Trị vừa được các bác sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều trị phẫu thuật miễn phí. Trong một ngày không xa, các em đã có thể mang giày và được đi đứng như bao đứa trẻ bình thường khác. Đình Dũng khuyết tật bẩm sinh, bàn chân khèo. Khi đi siêu âm, Đình Dũng bác sĩ cũng động viên gia đình kêu bỏ mà gia đình bỏ không được. Thấy tội bác. Mình đi phát rẫy keo, rồi mình đi trồng keo, làm keo thê cho họ. Mình khó nhất đoạn mưa gió, là còn nắng thì mình có thể họ đi keo làm có tiền để mua sữa cho bác. Rồi còn mùa mưa vô mùa mưa, không có việc làm, bác đòi sữa rồi không có sữa rồi giờ nữa. Thấy bác người khác đi chơi đi qua đi lại, còn bác mình cứ ở nhà lăn lết bò đường. Mình cũng thấy đau thương lắm. Nuôi 4 đứa con, 3 đứa con khi mạnh khỏe, Hồ Thanh Lâm là bị khuyết tật. Bà hắn không chịu nuôi, bỏ đi một mình chị làm rẫy, làm ruộng, kiếm tiền. Một ngày chị được 50.000 nuôi con. Bác sĩ xin nuôi, họ nói là em không có điều kiện nuôi con, chứ giao cho bác sĩ được không? Chị trả lời là không, dù nghèo dù không bỏ cuộc. Thì sau khi tôi được tin trên Facebook là có hai bé bị chân khèo rất là nặng, thì lúc đó tôi có liên hệ với lại ban giám đốc của Bệnh viện Quốc tế Mỹ IAS, hỏi xong là được liền. Thì bệnh viện đã nhận chữa miễn phí cho hai bé này, thành ra tôi rất mừng. Việc mổ rất là khó, tại bởi vì mấy cái xương, mấy cái gì nó ăn khớp vào rồi, mấy cái phần mềm nó cũng cứng rồi. Cái phương pháp đặc biệt mà tôi đăng lên báo ở bên Mỹ là mình không cắt xương, nhưng mà mình thả khớp ra, mình mở khớp ra để chỉnh lại cái hình của cái bàn chân. Cái chân cái sẹo nó lành hết rồi thì không cần băng bột nữa. Ban giám đốc của Bệnh viện Quốc tế Mỹ IAS nhận mổ từ thiện cho hai bé, nhưng mà cũng sẽ lo tập vật lý trị liệu đến khi nào mà chữa xong xuôi hết. Nhưng phải nhớ là bao nhiêu năm trời bệnh nhân không đi, chỉ bò thôi, thành ra tập vật lý trị liệu cái đó mới là lâu dài. Từ nhỏ là bé đi không được, sau khi cuộc phẫu thuật trị liệu là bé thay đổi hoàn toàn, bé đi được cũng gần 10 bước rồi, con rất là mừng. Cái hạnh phúc của bác sĩ là nhìn thấy bệnh nhân đi đứng bình thường. Đối với mọi người cái câu bình thường nó không có gì đặc biệt cả, mà đối với người mà sanh ra mà bị tật, cái câu bình thường nó là một cái gì nó rất có giá trị.